Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình Talk Show của Đài Việt Vegas TV ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thúy Hằng cùng với sư cô Diệu Phước, cùng với tất cả các anh chị em ngày hôm nay đến đây để mà giới thiệu đến quý vị một chương trình ca nhạc gây quỹ Thương Mái Nhà Lam, một công đức kiến tạo của ngôi Tam Bảo Viên Minh. Thúy Hằng xin kính chào sư cô Diệu Phước cùng với chị Quảng Ngọc ngày hôm nay. Dạ. Dạ, thưa cô, con xin mời cô có đôi lời đến quý vị khán thính giả. Dạ, A Di Đà Phật, sư cô xin chào tất cả các vị khán giả đang nghe, đang qua truyền hình trực tiếp của Việt Vega TV. Lời đầu tiên, sư cô luôn chào đón quý vị khán giả và luôn luôn cầu chúc các vị luôn được an lành và hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. A Di Đà Phật. Cảm ơn sư cô rất nhiều. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nói đến là chương trình ca nhạc sẽ được tổ chức trực tiếp trên đài truyền hình của Việt Vegas TV vào tuần tới, đó là ngày 1 tháng 6 thưa quý vị. Và chương trình sẽ bắt đầu từ 6 giờ cho tới 9 giờ trên làn sóng của Việt Vegas TV, cũng giống như là trên các làn sóng của đài. Và mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình bằng cách là quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại mà chúng tôi sẽ để ở trên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tâm tình của sư cô như thế nào về vấn đề chúng ta gây quỹ cho chương trình Thương Mái Nhà Lam. Dạ thưa cô, Thúy Hằng được biết là trong thời gian qua thì sư cô đã làm những cái chương trình để gây quỹ. Thì Thúy Hằng biết là trong cái thời gian khó khăn của Covid-19 thì rất là nhiều cái trường hợp mà mình chưa có được sự ủng hộ mấy. Thì sư cô có những khó khăn nào xin kêu cô có thể chia sẻ cùng với quý vị? Dạ, A Di Đà Phật. Dạ thưa quý khán giả, thì như thưa chị Thúy Hằng, thì thời gian này là thời gian rất là khó khăn cho chùa. Từ khi bắt đầu chúng ta đặt móng cho đến khi mà vừa đặt móng xong thì dịch bệnh vừa diễn ra, thì cũng bao nhiêu lần sư cô đã được nhân duyên được chủ trọng thắng mời lên đây để mà có đôi lời gửi đến và kêu gọi đến quý đồng hương Phật tử trong thời gian gần đây để cho chùa cũng có một thừa kinh phí tiếp theo. Thì hiện bây giờ như chị Thùy Hằng biết là cái vừa thì từ tháng đầu tháng giêng đến giờ công trình của chùa cũng đang ngưng lại vì lý do kinh phí nó hết và cũng không biết làm cái gì để mà có một cái kinh phí. Thì thật sự rất là cảm ơn các chú Trọng Thắng là người đầu tiên cũng như là tất cả anh em các nghệ sĩ muốn phát tâm làm một cái chương trình Thương Mại Già Lam vào ngày 1 tháng 6 để cho chùa thêm có thêm một chút ngân quỹ để mà làm cái vách thưa chị Thúy Hằng. Dạ thưa vâng. Kính thưa quý vị, thì đêm hôm đó rất nhiều anh em nghệ sĩ, kể cả những ca sĩ nổi tiếng giống như là nữ ca sĩ Mai Thiên Vân cũng sẽ đóng góp trong chương trình, rồi có Ngọc Linh, rồi có Đồng Thanh Tâm, vân vân, rất là nhiều anh em nghệ sĩ sẽ đóng góp. Thì ngày hôm đó đó thưa sư cô, thì chúng ta sẽ làm chương trình Yes Music từ 6 giờ cho tới 9 giờ đêm. Thì cái ngày hôm đó Thúy Hằng cũng được biết là chùa của mình cũng đến đây. Thì nếu mà quý vị khán thính giả muốn đến đây để mà đóng góp thì có được không ạ? Dạ thưa, là rất là quý thưa chị Thúy Hằng. Dạ nó cái nhiều cái phương, mình có nhiều cái phương cách để chúng ta giúp đỡ cho chùa. Thì như trên màn hình mọi khi chủ Trọng Thắng, thì cái đó là đài sẽ lên những cái chương trình là vào là gieo hoặc là gửi chất, đó là cái phương diện nào có thể dễ nhất cho tất cả quý đồng hương Phật tử. Dạ. Trong thời gian qua thì Việt Vegas TV đồng hành cùng với sư cô cũng là một thời gian ngắn thôi. Và trong cái thời gian đó thì cái sự ủng hộ của quý vị khán thính giả như thế nào thưa cô? Dạ thì nói chung rằng thì cũng có một số được nghe đến thì cũng rất là thương chùa và thương sư cô. Họ có gọi ở chia sẻ, sư cô ơi, thì cũng nhờ cái đài của chủ Trọng Thắng thì anh cũng có mới biết cái cách nào để mà gửi cho sư cô. Còn nếu không như lúc tụi con mơ màng, tụi con tưởng rằng là chùa đã đủ, đã xong. Thì thật sự ra thì một cái cơ hội để cho mình sư cô nói và mọi người hiểu thêm về cái phương án, cái mà hiện trạng của chùa đang khó khăn. Dạ, dạ thưa vâng. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có chị Quảng Ngọc cũng đến đây để chia sẻ. Thì Thúy Hằng được biết là chị cũng là một Phật tử trong chùa. Thì trong thời gian qua với là một người Phật tử thì những cái lo lắng gì chị có được khi mà chúng ta đang cùng góp tay để mà gây quỹ cho chùa?
Dạ, thưa chào chị Thúy Hằng. Dạ, chào quý vị khán giả đang xem đài Vigas TV cùng các đài truyền hình khác. Dạ, em thì cũng là Phật tử sinh hoạt ở chùa đó. Thì em thấy tình hình ở chùa mình đó, bây giờ cũng đang đứng lại. Thì cũng mong cái chương trình văn nghệ này sẽ giúp đỡ cho chùa có kinh phí để làm tiếp tục, để cho công việc nó sớm hoàn thành. Dạ thưa vâng, dạ thưa vâng. Và trong thời gian qua thì thấy chùa có những khó khăn nào mà có quý vị khán giả có thể đóng góp được hay là làm một cái điều gì đó để giúp cho chùa thưa chị? Dạ, có nghĩa là nếu có cái kinh tế rồi này, có gửi bằng treo, bằng chát đồ này kia các thứ về cho chùa để giúp chùa có kinh phí để làm. Thưa sư cô, thì theo Thúy Hằng được biết là trong thời gian qua thì sư cô cũng có nói là nếu mà quý vị khán giả nào có những cái điều kiện có thể cho chùa mình vay, có phải không ạ? Có thể sư cô có thể chia sẻ về vấn đề đó, và có quý vị nào giúp cho mình về vấn đề đó chưa? Dạ thưa chị, dạ cũng có. Thì sư cô cũng đang kêu gọi quý Phật tử giúp cho chùa mượn một gia đình, nếu có khả năng thì cho chùa mượn 1.000 hoặc là 500, cho chùa mượn thời gian khoảng 1 năm cho đến 5 năm cho đến 10 năm, không có tiền lời chị. Thì sư cô nghĩ giống như là có như vậy thì sư cô có thể là sớm để hoàn thành cái ngôi Tam Bảo. Dạ thưa vâng, một lần nữa thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một đêm chương trình ca nhạc để gây quỹ cho chùa Viên Minh với sự cộng tác của nhiều anh chị em nghệ sĩ ngày hôm đó. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ và có thể là truyền miệng nhau, nói với gia đình, với bạn bè, những người thân của mình để đón xem chương trình. Hoặc là quý vị có thể đến với chùa Viên Minh và gặp gỡ với sư cô Diệu Phước để chúng ta có thể có những câu hỏi nào sư cô có thể trả lời. Ngày hôm nay thì Thúy Hằng cũng thấy trong hội trường có chị Từ Cô là một Phật tử của chùa cũng đến đây. Có lẽ là mọi người cũng đang băn khoăn lo lắng về vấn đề này, và cũng mong rằng cái đêm ca nhạc của Việt Vegas TV, chương trình Yes Music tuần tới vào thứ ba lúc 6 giờ cho đến 9 giờ đêm thì các chị cũng đến đây để chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình. Mong rằng quý vị sẽ giúp một bàn tay. Thúy Hằng xin kính chào chị. Chị có thể gửi lời đến quý vị khán giả ngay bây giờ. Dạ, em xin chào chị Thúy Hằng. Dạ, Thực xin chào quý đài, quý khán thính giả đang nghe đài, và cũng không quên cảm ơn chị chú Trọng Thắng và chị Thúy Hằng giúp đỡ cho chương trình của tụi em. Dạ thưa vâng, thì nghe nói là tuần tới thì các Phật tử cũng sẽ đến đây, đến đài để mà cùng làm chương trình, để mà chúng ta gây quỹ. Thì chúng ta có những cái bước nào và có thể chia sẻ là tuần tới mình sẽ làm những điều gì ở đây để quý vị khán giả được biết á, thưa chị? Theo như chị với lại quý khán thính giả cũng biết là ròng rã cũng suốt 2 năm qua mà ngôi chùa tụi em thì chưa có được hoàn chỉnh. Tụi em được cái mái ngói và bây giờ tụi em đang xin quý đồng hương Phật tử cũng như khán thính giả nghe đài thương để mà đóng góp giúp cho tụi em được một miếng vách để mà ngôi chùa được sớm hoàn thành phải không chị? Dạ thưa vâng. Thì trong thời gian qua thì quý vị cũng biết là tất cả mọi thứ đều ngưng lại hết. Thì về vấn đề để mà mình gây dựng một ngôi chùa rất là khó khăn về vấn đề mà gây quỹ. Thì ngày hôm nay sư cô chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa mà thôi. Thì sư cô có những băn khoăn gì, có những tâm tình gì ngay bây giờ sư cô có thể chia sẻ cùng với tất cả mọi người ạ? Dạ thưa chị Thùy Hằng và kính thưa quý khán giả, thì theo như quý vị cũng biết băn khoăn là rất là nhiều, mà chị mong một điều là quý vị thương sư cô và thương chùa, giúp cho sư cô và chùa một người một bàn tay. Như chị Thùy Hằng biết thì trải dài qua 2 năm, hiện bây giờ thì chùa nếu mà sớm nhất thì chùa đỡ cho 1 tháng gần 2.700-3.000 mình đang mướn. Tại vì không thể không mượn đó chị, vì lý do mà mình mướn là vì có chỗ thờ tự, cũng như là sinh hoạt của các em, các chị em khi trở về tụng kinh hàng tuần mình sinh hoạt. Cho nên thì
quý thân quý vị khán giả, đồng hương Phật tử thương chùa, thì giúp cho chùa sớm nhất có thể trong năm này thì rất là đợi cho chùa chị ạ. Dạ thưa dạ. Vâng, mái chùa che chở hồn dân tộc, đó là lối sống muôn đời của cha ông. Mỗi người chúng ta có thể góp một bàn tay, mỗi người chúng ta có thể góp một viên gạch để chùa có thể là một nơi để mà tất cả mọi người chúng ta tìm được cái sự bình an. Ngay bây giờ thì hai chị có điều gì muốn chia sẻ đến quý vị? Dạ. Thúy Hằng biết là hai chị có nhiều điều rất là muốn chia sẻ để dạ. mà tâm tình cùng với quý vị. Dạ, con chúng con xin kính mời quý khán giả cùng đón xem chương trình văn nghệ vào ngày 1 tháng 6 thứ ba từ 6 giờ. Và kính mong quý khán giả, các bác, các chú, các anh chị em cùng đón xem và ủng hộ cho chương trình Ngôi Mái Già Lam của Chùa Viên Minh. Và con xin cảm ơn quý vị. Dạ, dạ em mời chị. Dạ, bằng tất cả tấm lòng người con Phật, chúng con xin tha thiết kêu gọi quý đồng hương Phật tử thương cho ngôi chùa Mái Già Lam của tụi con, mà hết lòng ủng hộ. Tụi con rất là trân trọng, thiết hành kính đón nhận tất cả sự phát tâm cúng dường của quý đồng hương Phật tử cũng như khán giả nghe đài và xem chương trình này. Vâng. Dạ, cảm ơn sư cô, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thúy Hằng xin kính mời quý vị sẽ đón xem chương trình ca nhạc để mà gây quỹ cho Thương Mái Nhà Lam, là một chương trình ca nhạc đặc biệt được trực tiếp quay hình trên Việt Vegas TV, trên Facebook, trên YouTube. Quý vị có thể đóng góp bằng nhiều cách khác nhau, đó là quý vị có thể đến để mà tham gia vào chương trình, thì chúng tôi sẽ có những địa chỉ để quý vị có thể hướng dẫn quý vị đến. Và đồng thời, nếu mà quý vị ở xa, tôi không biết là 50 tiểu bang, thì quý vị có thể gửi về Venmo hoặc là Zelle, hoặc bất cứ mọi thắc mắc nào xin quý vị hãy liên lạc số điện thoại trên màn hình. Một lần nữa Thúy Hằng xin cảm ơn hai chị, cảm ơn sư cô. Và chúng ta nhất định sẽ có một chương trình thật là thành công với sự thương yêu của quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin cảm ơn chị Thúy Hằng. Xin cảm ơn quý đài. Cảm ơn quý đài. Lời cuối cùng, sư cô xin cảm ơn tất cả các khán giả và luôn cầu nguyện quý vị một mùa Phật đản bình yên và luôn được thành tựu. A Di Đà Phật. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào.